Hi, chào tất cả mọi người. À, Phước Sửu. Em Toàn Trần Bất Động Sản. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái siêu phẩm tại nhà bè Phong Toàn Trần. Dạ, em nghe nói anh Sửu đang có rất nhiều căn siêu phẩm 600m2 mà view sông trực diện ở GS. Thì em nghe nói căn này thì giá chỉ bằng một con Rolls Royce, anh Sửu có thể giới thiệu cho mọi người căn này không? Chính xác, thời điểm này GS là một cái tâm điểm đầu tư cho rất là nhiều khách hàng, và đặc biệt là những người là gọi là mê GS rồi. Dạ. Thì sẽ lựa chọn thời điểm bên này, bởi vì thời điểm này mức giá tại GS khá thấp. Dạ. Phù hợp với lại cho quý anh chị khi mà lựa chọn và nơi. Dạ. Đây làm nơi gọi là an cư lạc nghiệp, phải không? Dạ. Thì bây giờ siêu phẩm mà Phước Sửu với Toàn Trần sẽ giới thiệu cho mọi người, let's go nè. Dạ, dạ, dạ. Toàn Trần đã đến dự án GS này nhiều lần chưa Toàn Trần ạ? Em cũng mới tới một lần mà em chưa tới cái căn này, mà em thấy cái căn này đã có hai xỉu. À đúng rồi. Căn này sân vườn tới căn này sân vườn em thấy đi là quá rộng luôn. À đúng rồi. Sân vườn này khoảng bao nhiêu mét vuông anh xỉu? Đúng rồi. À đối với cái căn này á là diện tích là 15x40. Dạ. Và có khoảng 300m2 sân vườn như vậy. Dạ. Và tổng diện tích xây nhà là 300 nữa là 600m2. Dạ. Không gian rất đẹp. Và mình phải quay ngược lại cái tầm view để cho. Dạ. Mọi người nhìn thấy đây là trực diện ra bờ sông luôn Toàn Trần ha. Dạ. Khá đẹp luôn. Nào, cái vị trí này quá mát luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình cùng vào bên trong để xem bên trong thiết kế của căn nhà này như thế nào ha. Với cái không gian sân vườn này á thì khi mà sở hữu ở đây thì mình có thể là làm hồ bơi nè. Dạ. Những cái tiệc BBQ ngoài trời, hoặc là mình có thể là trồng một cái sân vườn rất là nhiều loại cây. Dạ. Hoa ha. Và đặc biệt là ở đây thì mình có thể làm những cái hồ cá con, phải không? Dạ. Thôi bây giờ là Toàn. Dạ. Trần cùng với Phước Sửu vào xem bên trong cái siêu phẩm này Toàn Trần ha. Dạ. Ủa anh Sửu, mấy căn mà siêu phẩm như này đẹp như này thì nó có nhiều không anh? Những cái sản phẩm này là không có nhiều Toàn Trần ạ. Dạ. À. Ở đây là giống như là những cái sản phẩm này hàng limited. Dạ. Số lượng rất là hiếm và không. Dạ. Phải ai cũng là sở hữu được. Dạ. Bởi vì là những người là may mắn lắm. Dạ. Mới được là sở hữu cái sản phẩm này. Rồi thì bây giờ là mình đứng ở cái này là mặt sau của Toàn Trần. Dạ. Chứ không phải là mặt trước ha. Dạ. Nhưng mặt sau, nhưng mà view cực kỳ thoáng luôn, view gọi là triệu đô luôn. Dạ. Cái này là phòng không gian phòng khách của mình là view trực diện ra sông luôn. Chính xác. Có một cái điều đặc biệt ở trong sai này á, là căn siêu phẩm như vậy á thì nó sẽ có một cái tầng hầm. Dạ. Rồi mình sẽ có thể là mình khám phá cái tầng hầm này. Với cái tầng hầm này thì khuôn viên sử dụng lên đến là gần 300m2, và ở dưới này á là Toàn Trần có thể là thiết kế là phòng mà gọi như là những cái sản phẩm mà về giải trí, như là phòng chiếu phim nè, karaoke nè, thư giãn, và ở đây mình có thể làm dùng làm kho luôn. Cái kiểu phòng mà em thấy là chỉ lấy cái căn hầm lớn thì em có hầm lớn, cái hầm này thì cũng có nhiều gia dụng người ta khách hàng người ta làm hầm liệu. Chính xác. Hầm liệu dạng private thì rất đẹp. Đó, tuyệt vời. Và ở đây thì sẽ có một cái để hàng cái giờ sẵn luôn. Ở đây thì với cái căn này thì đến tổng diện tích sử dụng mà lên đến hơn 500m2, và đồng thời ở đây là Toàn Trần biết không, nó có đến 4 tầng nên là mình phải di chuyển bằng thang máy từ tầng hầm. Làm sân hố thang máy cho mình. Đó. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ đi lên đến tầng 1 để mình khám phá cái tầng 1 sẽ thiết kế như thế nào ha. Trước khi lên tầng 1, đây là tầng chính, thì từ đây là gara xe và coi như là xe hơi đậu trong nhà và đậu ở tầng trệt chứ không có phải xuống hầm. Dạ. Nên là di chuyển cũng rất là dễ dàng các bạn. Căn này là quá tiện luôn, cả chứ để xe hơi riêng qua hầm. Trên xe hầm luôn. Bây giờ là không gian tầng 1 là thiết kế như thế nào cho hợp lý Toàn Trần ha. Một cái thiết kế rất là mới lạ và độc lạ tại Tây Đen, đó là cái hình thức gọi là thông tầng. Thì tầng trệt, tầng 1 này gọi là tầng trệt đi ha. Với tầng 2 thì thông nhau có một khoảng không khá lớn luôn. Thì ở đây thì mình có thể bố trí được một cái đèn chùm khá lớn xuống đây, và từ tầng 1, tầng 2 thì mình có thể view trực diện ra cái bờ sông rất là thích. Em thấy thiết kế này nó đẳng cấp, thấy nhiều căn mà thiết kế theo cách bán cổ điển châu Âu, làm đèn chùm nó cao cao nhìn rất là sang trọng. Đúng rồi, sang trọng luôn. Đúng rồi. Rồi. Với cái không gian ở dưới này thì vị trí đây thì chắc ăn là gia chủ sẽ làm một phòng khách view trực diện sông ha. Rồi ở bên này thì mình sẽ thiết kế một cái phòng bếp, và ở đây là gian bếp đảo, và ở đây thì có thể thiết kế một toilet, và ở đây là cái lối gọi là check in đi vào của Toàn Trần. Rồi. Đúng
Căn này là anh xỉu, căn này mình có hai mặt tiền giờ luôn, mặt mà mặt đường bên này là khu mặt đằng sau là view ra sông. Đúng rồi. Thì sẵn tiện là với sự mời bài này em làm thì trước thì bạn khá đẹp luôn bạn. Tiền trước thì không thua kém gì gọi là những căn biệt thự sang trọng đẳng cấp và theo cái thiết kế của châu Âu toàn thành. Đây đây là cái lối của cái tầng bước lên cái tầng trệt đầu tiên ha. Đây là garage xe đó toàn. Còn ở trên này thì sẽ được đổ cao một bậc hơn so với những cái căn khác. Và ở đây thì nó sẽ như vậy, thì ở dưới nó là tầng hầm. Và mình bước bộ lên đây thì trên này có một cái lan can để mình trồng cây và có thể là đón tiếp khách khi mà ra vào cái căn biệt thự của mình. Dạ em thấy là căn này đẳng cấp. Còn em nhìn chung là không gian xung quanh nhìn giống một khu biệt thự ở châu Âu hay. Đúng rồi, với cái lối thiết kế này, cái gam màu này á là gam màu cặp, không phải sáng giống như những dự án tại Việt Nam nhưng mà nó rất là cao cấp. Và ở đây á là toàn Trần biết không, với cái gam màu này thì khách hàng họ cảm giác họ vào đâu họ lạc giống như một cái xứ sở của bán cổ điển ở nước Pháp chẳng hạn. Dạ. Rất là đẹp phải không? Dạ. Rồi mình vào bên trong một lần nữa đi để mình khám phá vào bên trong xem cái căn biệt thự này thiết kế hợp lý hay không và cái tầm nhìn như thế nào ha. Anh Sửu, ở đây nhiều khách hàng thắc mắc là bên này thì chủ tư quản lý chuyên nghiệp không hay cái thằng GS này phải như thế nào anh? Đúng rồi, nói đến là về quản lý tại SiteGate này thì hiện tại là Savo là một đơn vị quản lý rất là tốt. Ở đây thì khu vực này đối với khu dân cư này là gần như là compound 24/24 luôn toàn trần. Thì ở đây là bảo vệ rất là tốt nè, rồi là chăm sóc cây xanh tất cả mọi thứ. Và ở đây là chỉ được cư dân ra vào khu dân cư thôi, không có đón người tiếp người lạ trừ khi là gia chủ đón tiếp khách. Và một điều đặc biệt ở trong cái khu này gọi là khu đô thị thông minh đó toàn trần. Tại sao nói đến khu đô thị thông minh? Bởi vì ở đây thì nó có rất là nhiều chức năng, giống như là mở cửa bằng võng mạc này, rồi là quét xe ra vào bằng biển số, rồi là đến những công viên thì nó cứ tự động luôn. Tại những công viên thì có những cái chốt gọi phay thăm khi mà xảy ra sự cố, hay là khách hàng, hay là có những em bé trò chơi gì có vấn đề trục trặc giờ công viên thì sẽ giảm thiểu cái bảo vệ tuần tra mà sẽ có camera bảo vệ và có cái chốt trực phay thăm đó. Và đồng thời ở đây thì những cái công viên giác quan thì toàn trần đi tới đâu thì ánh đèn sẽ sáng cho nó rất đẹp. Em thấy quá thông minh, gần như là khu vực này đây là khu mà khu đô thị mà thông minh nhất. Chính xác. Rồi mình lên thử cái tầng trên cùng để xem cái tầm view như thế nào toàn trần ha. Ở đây thì toàn trần nhìn thấy là cái thiết kế của bên này rất là chắc chắn, và một cái điểm đặc biệt của ở đây độ cao trần á, chúng ta trần nó rất là cao, nên là tất cả những căn ở đây chiều cao thì được so cao hơn những căn khác và nó rất là thoải mái. Đúng là phong cách nhà cao của rộng hơn. Đúng rồi, và là một siêu phẩm mà toàn trần. Khi mà là siêu phẩm rồi thì chúng ta phải đạt được tất cả những cái mong chờ của khách hàng. Đây là một cái tầm view rất là đẹp và toàn trần ạ. Quá đã ha, cái này là phòng ngủ master mà view trực diện luôn. Đúng rồi, view trực diện bờ sông và nhìn ra là một cái khoảng sân vườn của nhà mình ở toàn trần. Và phía bên kia cũng là một dãy biệt thự nữa, và sắp tới chủ đầu tư sẽ cho ra cái phân khu thứ hai ở toàn trần. Phân khu là Zai Educoty về giáo dục trường học. Thì với cái phân khu này thì có một cái trường, rất là nhiều trường, nhưng mà cái trường nổi tiếng nhất là trường quốc tế Chadwick của Mỹ. Cái trường quốc tế này thì sẽ từ cấp 1 đến cấp 3 cung cấp ra khá nhiều cái mô hình về giáo dục trường học để gọi là với một cái tấm bằng của Mỹ luôn để cho cư dân ở đây có thể trải nghiệm và cho con cái là nâng cao cái kiến thức của mình ở đây. Em nghe trường Chadwick đó là gần như là trường top 1% mà tốt nhất bên Mỹ ấy. Đúng rồi. Thì như ở cái không gian của tầng 1 như vậy thì ngoài cái lối thông tầng bên kia thì ở đây cũng có một lối thông tầng xuống tầng trệt nữa. Và ở đây một vài phòng ở đây thì có toilet bên trong. Và đặc biệt toilet ở bên trong này khá rộng, và thường tất cả những cái toilet, những cái đất liêu nhà vệ sinh ở đối với của xe gây là đều là có cửa sổ hết. Rất là đẹp luôn, vâng. Tổng lên quá giật nên là mùng tắm xong thì làm phòng vừa tắm vừa nghe nhạc thì uống champagne này nhìn đồ cao trần rất là đẹp không toàn trần.
Rồi thì giờ mình còn một tầng nữa, mình khám phá tầng này luôn để mình xem là bố trí có thể được bao nhiêu và là cái hệ thống trong một căn nhà này có. Và đặc biệt ở đây là mình bước đi qua cái lầu một này là mình có thể bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ không? Đúng, em thấy em khoảng 2-3 phòng gì nữa. Trên này cũng làm hai phòng, hai phòng sử dụng. Ở trên này thì không gian coi như là cũng sử dụng khá nhiều, nhiều hơn cả tầng 1 và tầng 2 không toàn trạng xa. Và không có một phiêu tầng cao đó. Và cái kia như nhiều người thì cũng thiết kế được 3 phòng. 3 phòng. 3 phòng. Ví dụ ở đây thì sẽ có một phòng đây, đây một phòng ha, đây một phòng, đây một phòng, master bedroom và trên cao là có cái phòng này, trước cái phòng nào phân công luôn, đúng rồi, và có toilet riêng. Phòng này là phòng thứ hai phải không? Phòng này cũng gọi là master bedroom luôn, đúng rồi, riêng thật mà thì phòng này hai ban công, đúng rồi, phòng này khá rộng, phòng này đến hai ban công vừa có thể là vừa có thể là mình có thiết kế từ hai tầng ngủ được luôn. Và bên kia một phòng nữa, phòng bên kia cũng có ban công luôn đó. Thì khá đẹp, một cái siêu phẩm gọi là có 102 tại Saigon Nhà Bè phải không? Quý chị mà cần thêm thông tin này thì hãy bóc ngay cho Phước Sửu. Dạ, em toàn trần rồi. Để có nhận nhiều thông tin về khu GS Nhà Bè này. Dạ. Và đồng thời là sẽ giới thiệu cho quý chị sắp tới sẽ là những cái người đầu tiên đặt booking này để là tham gia cái giai đoạn thứ hai của dự án Saigon Nhà Bè. À, một siêu phẩm khá đẹp và tuyệt vời, mang đến cho khách hàng rất là nhiều sự lựa chọn và một nơi ngôi nhà gọi là mang đến rất là nhiều ấm cúng và có nhiều không gian sân vườn, không toàn sân. Dạ, mọi người có quan tâm ở đây thì liên hệ anh Phước Sửu để nắm 100% giỏ hàng cái nào cũng có. Chính xác, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người ở video sau.